Thưa quý vị, ngay sau phiên khai mạc, hội nghị đã tiến hành thảo luận tại các tổ để các đại biểu tham gia thảo luận sâu hơn, toàn diện hơn nhằm nâng cao chất lượng các nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ. Theo đó, các tổ tập trung thảo luận đánh giá sâu những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tham mưu đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian đến nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, tập trung thảo luận đánh giá các cách làm mới, mô hình hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền và giải pháp phát huy nhân rộng trong thời gian đến, giải pháp công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, những giải pháp cần triển khai để phục hồi kinh tế nhanh và bền vững hơn nữa, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp đối với một số công trình, dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị phát sinh khó khăn gì cần được tháo gỡ. Bên cạnh đó, các tổ cũng thảo luận một số nội dung như báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.